đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Cbiz Hoa ngữ hiện đang xôn xao với thông tin Trần Nghiên Hy nổi cơn ghen lồng lộn khi Trần Hiểu đóng phim Mộng Hoa Lục. Thông tin này xuất hiện sau khi ekip sản xuất Mộng Hoa Lục làm dò dỉ cảnh quay Trần Hiểu hôn môi Lưu Diệc Phi giữa khung cảnh sóng nước vô cùng lãng mạn. Đứng trên chiếc thuyền, Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu ngọt ngào trao cho đối phương nụ hôn. Ekip sản xuất còn cẩn thận rắc hoa giấy xung quanh để ra tăng hiệu ứng hình ảnh. Nhìn bức ảnh hôn môi này, nhiều khán giả bình luận rằng Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu mang đến phản ứng cặp đôi quá tốt, khi lên phim hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt hâm mộ khổng lồ. Dẫu vậy, vẫn có khán giả lo lắng rằng Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu mới nhập đoàn phim không lâu mà đã quay cảnh thân mật, chẳng biết Trần Nghiên Hy ở nhà sẽ cảm thấy thế nào. Nhất là trong tình huống đã lâu Trần Nghiên Hy không đóng phim mới. Chỉ có mỗi Trần Hiểu là tất bật trên phim trường kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ. Không lâu sau khi ekip sản xuất phim truyền hình cổ trang Mộng Hoa Lục tung ra hình ảnh Lưu Diệc Phi đóng cảnh hôn môi Trần Hiểu, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải thông tin tiêu cực về Trần Nghiên Hy. Cụ thể, Sina đăng tải thông tin rằng Trần Nghiên Hy giận dữ khi ekip Mộng Hoa Lục PR bằng thông tin Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi quá mức đẹp đôi. Trần Nghiên Hy không những cảm thấy tủi thân vì vẫn ở nhà chăm con mà còn hờn giận, ghen tuông khi thấy Lưu Diệc Phi ở bên chồng mình. Tuy nhiên, Netizen lại cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến Trần Nghiên Hy nổi giận là có liên quan đến tựa phim Thần Điêu Đại Hiệp. Cả Lưu Diệc Phi và Trần Nghiên Hy đều đóng vai Tiểu Long Nữ trong các bản phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng quái băm làm sao? Trong khi Lưu Diệc Phi được ngợi khen thì Trần Nghiên Hy liên tục nhận gạch đá. Còn nhớ, khi Trần Nghiên Hy chính thức xác nhận đóng Tiểu Long Nữ ở bản Tân Thần Điêu Đại Hiệp do Vu Chính sản xuất, nữ diễn viên đã bị mắng là Tiểu Long Nữ đùi gà vì ngoại hình có phần béo lùn, không toát lên khí chất thanh tao cần có của nhân vật Tiểu Long Nữ. Chịu quá nhiều áp lực, Trần Nghiên Hy mới giảm cân không ngừng, cuối cùng đón nhận kết quả là cân nặng có sụt giảm, nhưng Netizen vẫn tiếp tục mắng chửi. Thời điểm tai tiếng mới ập vào Trần Nghiên Hy, Vu Chính vì muốn bộ phim phát sóng chót lọt nên đăng đàn bên vực nữ diễn viên. Thế rồi mấy năm sau, khi vụ việc trôi vào quên lãng, Vu Chính lại tiết lộ thông tin rằng từng cảm thấy xấu hổ vì Trần Nghiên Hy mập lùn, kém sắc nhưng vẫn đóng vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Thậm chí, Vu Chính còn phủ phàng tiết lộ rằng lý do Trần Nghiên Hy nhận được vai là do các C thấp, lại chẳng có yêu cầu gì nhiều. Nỗi đau từ vai Tiểu Long Nữ chưa nguôi, giờ đây khi Trần Hiểu đóng cặp Lưu Diệc Phi, cái giớp này lại bị khơi lên lần nữa. Từ khi thông tin về phim Mộng Hoa Lục xuất hiện, Netizen liên tục chia sẻ hình ảnh với từ khóa rằng Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi hội mộ Dương Quá, Trần Hiểu, đồng thời hình ảnh xấu của Trần Nghiên Hy năm xưa cũng bị đào bới. Netizen đặt ra nghi vấn rằng có thể Trần Nghiên Hy vì không muốn bị so sánh nhiều thêm nên mới tỏ thái độ khó chịu trước Lưu Diệc Phi. Hiện tại, các bên có liên quan vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này.